hàng cá ăn lóng mình hả? Phá mấy cây trùng vậy chứ. Ôi trời ơi. Dạ. Cái này móc lên làm lộ gì vậy anh? Móc làm lộ hết ta? Không tin vậy hả? À. Không có tin cho nó trống trải đó. Dạ. Đừng ứng nước đó. Ồ, nhìn mấy súp bơ rồi các bạn ơi. Mày làm clip hả? Dạ làm mấy cái clip cho trẻ em coi á. Wow. Dạ. Ồ, mắc cạn rồi. Ồ, dướng cây anh ơi. Dướng cây quá bự rồi. Hiếm gặp mấy cảnh này lắm. Mấy cảnh mà bơi dưới sông nè. Thường đi mấy cảnh trên bờ không à. Đứng phía bên đây quay ngược trắng tới thui. Nguyên chiếc xà lan bự luôn các bạn ơi. Bạn thấy không? Quá trần bự luôn, vô cái hẻm chút xíu à. Ôi nhìn cảnh này. Cậu. Sáng ngày có không anh? Có con câu đây đầy cái thùng luôn. Có con câu đầy cái thùng này á. Em về mà già nó làm bỏ muối nó cho hết ai ăn. Đầy cái thùng luôn. Đây nè. Móc về cây lắm. Móc về cá. Sao phải. Như hồi trước đó, nó đặt ra nó bít ra nó vô lại nở mà. Nở mà đứng rồi mà. Nó móc trống rồi. Thank you.
Chiếc này vô đây quá thằng bự. À nó bơi chậm quá ta. Máy xúc đang bơi các bạn ơi. Họ đang bơi ra ngoài đây, họ làm ngoài đây nè. Xúc đang làm xong kênh các bạn. Kênh này cỏ mát nhiều quá, cây cối nhiều, bây giờ ảnh thông cái kênh này để anh làm cho nó nước chảy rồi cho nó thoải mái. Wow, mà xúc mạnh quá các bạn ơi, kéo nguyên xà lan luôn.